Anh Duy ơi, Vietcombank trả lời vụ tạm khóa báo có rồi mà nội dung cứ chung chung không hiểu gì cả. Thôi hiểu làm gì mà để công an kinh tế nó hiểu được rồi mày ơi. Anh nói với mày rồi, có những cái thứ kiến thức cần phải 100 tỷ nó mới có. Đúng không? Còn em tài khoản có tiền không hiểu đâu. Thật sự anh chưa hiểu mà. Chừng nào có nhu cầu anh tự nhiên anh làm thôi. Đó. Anh có nhu cầu anh sẽ ra hàng làm cho rô, ra ngô, ra khoai. Bây giờ tôi đâu thử khóa 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 tạm khóa báo có tài khoản đi rồi rồi kêu mấy anh đệ chuyển bạc 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 vô coi nó nhận hay không nhận coi như thế nào. Không, chuyện đó là kiến thức cao cấp, kiến thức đó chỉ cần là công an kinh tế với tòa án người ta có được rồi, tao biết là được rồi nha. Chúng em hỏi mấy cái chiêu khó quá, biết trả lời sao giờ, tầm mình chưa tới sao trả lời. Bộ công an đã vào cuộc vụ vụ lùm xùm từ thiện hả mấy em? Anh nói rồi, cái gì đó cho nó ra ngô ra khoai đi chứ hôm nay mệt quá bạn ơi, thất nghiệp không ở nhà hít ra ma riết, bụng thì bự mà phổi thì teo. Nó nói chung là nhà nước vô là đúng, anh rất rất ủng hộ mọi chuyện đưa ra ánh sáng, thấy không, gì cũng phải có trung gian nữa chứ không phải là bên A tố bên B tố ngược lại bên A, tố qua tố lại không giải quyết được gì cả đó. Bây giờ lôi ra tòa có trọng tài, ai thua xử người đó, tội gì xử tội đó, đó đó là văn minh nha các bạn. Còn nếu mà xử ví dụ như phiên phiên tòa sơ thẩm mà không phục thì ok, còn phúc thẩm nữa. Cái gì nếu cô Hằng thua kiện và đi tù anh có thăm không anh? Em hỏi thiệt chứ không có gì khịa hết, trên góc độ cá nhân thì anh sẵn sàng thăm, đâu có đâu khịa, mày khịa cũng được, nó không sao cả đó. Bạn bè đi thăm nhau lúc hoạn nạn là chuyện bình thường. Sau lưng của Vũ Quang là một đống sách nhưng trong đầu nó rỗng tết. Thôi tào lao mày ơi, mày đi khịa người khuất mặt chưa bao giờ là anh hùng. Cái mỏ của anh không dành để nói về bạn bè, cái mỏ của anh không dành nói về đồng đội, mà thậm chí kẻ thù chưa chắc anh nói nữa. Đó là cái tính quân tử của anh, tụi em không thể nào tụi em lợi dụng được cái tính quân tử của anh đâu. Nếu mà không chơi với nhau anh còn chưa nói đúng không, huống hồ gì tụi em vô cãi mỏ anh vụ này. Bẩn 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 nhen, thằng ăn ru ly này bẩn quá. Gì hờ lờ rút đơn kiện rồi anh hóng chưa, này tin bên lề chưa, chưa có xác thực, báo chưa đăng không bình luận. Cái gì VTV giờ chọi thẳng đối tượng làm từ thiện robot, tình hình trại giam sắp có gì lum la. Nói chung á thì một sự kiện thường thường nó sẽ như nào em, hiện tượng đầu tiên là trên mạng xã hội nó nhao nhao, thứ hai là báo chí chính thống người ta vô cuộc, thứ ba là cái hội luật sư người ta vô cuộc đó, người ta bình phẩm về pháp lý đó, và tiếp theo á là tòa án. Nhưng mà cái này á thì nó hơi ngược ngược, cái này á thì đầu tiên á là mạng xã hội nhao nhao, thứ hai luật sư online vô cuộc, rồi thứ ba báo chí chính thống bắt đầu từ từ vô cuộc và truyền hình đẩy bài. Thiệt đẩy về hoài tạo sự bất, gọi là sự bất mãn trong người dân, ta cảm thấy thứ nhất cái lòng tin nó không còn, thứ hai là nó cảm thấy nó bị lừa đảo, rồi thứ ba cảm thấy cái thế lực online nó sao sao, một xã hội gì đâu mà biết được pháp luật nó hơi bị méo mó rồi. Bay Vietcombank trả lời tạm khóa báo có rồi kìa hả, quá vô khủng bố nó quá à. Tôi thấy mấy bạn vô khủng bố Vietcombank mà tôi đọc comment tôi mắc cười luôn. Tôi nói trời ơi má ơi chết mẹ, cộng đồng mạng nó tấn công Vietcombank luôn trời. Tạm khóa báo có tài khoản, ý nghĩa câu này là ngừng nhận tiền đến tài khoản hay không nhận thông tin, hay nhận ngừng nhận tiền đến tài khoản hay không nhận tin nhắn có tiền vào tài khoản chấm hỏi. Trong trường hợp tài khoản ngân hàng được khóa tạm thời hay vĩnh viễn, số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ được ngân hàng xử lý thế nào chấm hỏi. Đối với các khoản tiền người khác chuyển đến tài khoản tạm khóa báo có sẽ được ngân hàng xử lý thế nào chấm hỏi, việc xử lý hoàn tiền diễn ra trong thời gian bao lâu chấm hỏi. Đây là những cái câu hỏi này nha. Câu trả lời, trời ơi, nó dài quá vậy. Điều 16 thông tư 23 sẹt 2014 sẹt TT sẹt NHH NN ngày 19 tháng 8 2014 VV hướng dẫn sử dụng, VV là về việc á, hướng dẫn sử dụng, thôi đọc luôn nha. Thông tư Ngân hàng Nhà nước ngày 19 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán tại chỗ, ủa lộn, tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng, mở ngoặc tạm dừng giao dịch, đóng ngoặc một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp cho chủ tài khoản, dài dòng quá, hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Do đó, tạm khóa báo có tài khoản được hiểu là việc ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng. Nếu tài khoản
gì, nếu tài khoản được khóa toàn bộ cả hai chiều ghi nợ và ghi có, hoặc tài khoản được khóa chiều ghi có thì số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ không được ghi có vào tài khoản và được hoàn trả cho người chuyển tiền. Đối với trường hợp tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng, tài khoản sẽ không ghi có bất cứ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện yêu cầu khóa chiều ghi có theo yêu cầu của khách hàng. Vietcombank xử lý theo nguyên tắc sau. Đối với các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank và chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài hệ thống OneNavPass, hệ thống hiển thị thông báo cho khách hàng và chặn không cho thực hiện giao dịch. Đối với các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống IBPS của ngân hàng nhà nước và giao dịch chuyển đến từ nước ngoài, khi Vietcombank nhận được các giao dịch chuyển đến này sẽ thực hiện trả lại ngân hàng chuyển đến để ngân hàng này xử lý trả lại tiền cho người chuyển. Thời gian xử lý giao dịch tuân thủ theo quy định của ngân hàng nhà nước thông qua IBPS và giao dịch thông qua Twitch, công ty chuyển tiền nước ngoài. Có cái đoạn mà gọi là đối với giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank và chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài hệ thống Navas, hệ thống hiển thị thông báo cho khách hàng và chặn không cho thực hiện giao dịch. Vậy là tức là ý của Vietcombank nói là Vietcombank xử lý theo cái kiểu mà chặn không cho giao dịch luôn. Đối với trường hợp các trường hợp tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng, tài khoản sẽ không ghi có bất cứ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện khóa chiều ghi có theo yêu cầu của khách hàng. Nếu anh gọi được 200 tỏi anh có đớp không? Không, chắc chắn là không. Mày anh, thứ nhất là anh không bao giờ anh gọi được 200 tỏi hết, và thứ hai anh cũng có tự nhiên đào cái hố cho mình. Bây giờ tự nhiên anh đi gọi 200 tỏi xong rồi anh đào hố anh cho mình luôn, không làm chuyện đó. Tiền mình có khả năng mình kiếm, mình có năng lực, mình có đẳng cấp, mình con đường mình đi. Trả lời các bạn vậy luôn cho nó vuông nha. Công ty hàng không Việt Nam ảo tưởng kinh thật, hàng không giờ teo tua, du lịch thì đóng băng mà toàn cao siêu bay thẳng Mỹ không. Hai chuyện không liên quan con ơi. Cái chuyện bay thẳng Mỹ đã có trước dịch thì giờ cứ thế làm thôi. Đâu liên quan cái gì mày phản động đức mày khùng hả mày? Hợp lý không ra anh Nguyễn? Vì hàng không Việt Nam bay thẳng qua Mỹ chắc có hơn nửa dân số Việt Nam đi qua Mỹ luôn quá. Trời ơi, mày có tiền cứ đi thôi. Mày phát biểu mày bắt đầu ngáo rồi đó. Mà đi qua Mỹ mày phải có visa mà mày phải có tiền nữa. Mày cứ tối ngày mày cứ cà khịa hoài, mày cứ đảng điếc này nọ, tao chỉ trả lời mày giờ á. Tao thẳng mày luôn á. Thí dụ như xin lỗi với các cụ nhà của em còn sống đi, thì anh nghĩ là với tuổi đời của đảng á, thì còn già hơn tuổi các cụ nhà em. Anh ơi, thầy em nói Trung Quốc là nước đầu tiên cải cách kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa thành công nên mình bắt chước. Thầy mà nói thằng vẽ đạo ảo ta, Việt Nam 586, Trung Quốc 588-89 mà. Thầy mà nói chỗ này tao thấy cảm thấy nó hơi bị something wrong nha. Anh không đồng ý rồi đó. Trung Quốc mở cửa 578 hả? Ồ ghê vậy. Ồ 578 quýnh lộn mình te tua luôn, mở cửa 578 trời. Thiệt không ba? Hay là mày nói cái ông Đặng Tiểu Bình ông đi chơi xong rồi về cái mày nói mở cửa luôn hả? Mày tám chắc nha. Mấy bạn vô bạn coi đúng không mấy bạn? Sao nơi nước Nga và nước Đức nơi sản sinh ra thể chế xã hội chủ nghĩa họ đã nhìn ra được cái sai và phá bỏ. Vì còn Việt Nam mình chỉ copy mà nhìn ra thể chế ra đúng là sao? Copy mà có nâng cấp. Em hiểu không? Copy mà có nâng cấp. Còn cái kia mà gọi là cái như là cái nơi sáng lập nhưng mà họ không chịu sửa đổi, họ không chịu đổi thay, họ vi phạm lời của các mác là cái như là đời người không ai tắm hai lần trên dòng sông. Đúng không? Nước luôn thay đổi thì mình phải thay đổi theo. Đó, chứ không phải là cái chữ copy, chữ copy là mấy phản động tụi mày nói thôi. Đó, còn trong học thuyết Mác Lênin này nọ kia đó, vận dụng nó phải sáng tạo, nó phải phù hợp vào tình hình mới. Đúng không? Giống như khi này nọ nó rắn thì cần phải rắn, giống như là gì gọi là đánh tư sản thì phải gắt này nó kia. Nhưng mà sau này thời gian nó qua đi rồi cảm thấy giờ này nọ nó không còn nguy hại nữa thì thôi kêu gọi đầu tư khúc ruột ngàn dặm đồ, đúng không? Đó. Nhưng mà khúc ruột ngàn dặm thì không phải là mở cửa tất cả khúc ruột đó, nó về. Nó phải có ruột, phải có đít và có đáp nữa.
nói chung là nó thời thế thế thời, nó nhiều cái lắm em Trí Tâm đổ ơi, không biết nói sao cho em hiểu nữa, đúng không? Ta phải vận dụng sáng tạo này nọ kia đó vào cái thời buổi hiện tại thực tế, nó kinh tế thị trường thì phải định hướng xã hội chủ nghĩa nữa, hiểu không? Chứ không để cho gọi là mà tài phiệt nước ngoài vô làm ghê quá. Sai lầm nhất lớn nhất của xã hội chủ nghĩa là cải cách ruộng đất, thấy khá bất hợp lý, đồ ngu. Ủa cái mặt mày trẻ trâu, người đặt nhận xét về cải cách ruộng đất, nhìn mặt mày kìa. Không có cải cách ruộng đất ba má mà để đâu ra đất cát cày. Cái đó mà sai tao lại tao bay luôn. Đất đất cát đầu cày hả? Lúc đó làm gì nữa, tiếp tục để đất cho tay địa chủ rồi xong rồi ba má mày đi làm tá điền hả? Có coi phim không? À, đúng nhưng không đúng toàn bộ, có địa chủ bị chết oan thì đó là sai lầm thôi, sai lầm nó mang tính chất cục bộ chứ đâu phải là sai lầm trên chính sách. Chứ chứ đi thu của riêng người ta gì chứ đi thua, nói gì mày, chứ đi thua của riêng người ta xưa giờ làm công à, chứ mấy cái xưa giờ mày không làm công chứ mày làm gì, đủ cái thời giặc giả cướp nước đi, xưa cha mẹ mày không làm công chứ cha mẹ mày làm gì, đủ cha mẹ mày làm địa chủ lúc đó phải xét lại. Địa chủ yêu nước thì ok, tuyên dương khích lệ rồi, còn địa chủ mà địa chủ kia đó thì ok, nói chung lên đường rồi, bàn cãi gì nữa mấy em. Chuyện đó gần trăm năm rồi đó, chuyện cải cách ruộng đất gần trăm năm rồi đó, mà giờ mấy anh Sủ Nhi, mấy anh Sủ Nhi tóc đen mà tóc mới con chỗ à, chưa có được hai chỗ nữa mà tối ngày lên án chính sách cải cách ruộng đất hoài, nghe sợ quá. Cái gì địa chủ yêu nước cũng đem đi bầm thì cái đó là sai lầm, ai chối, đúng không? Đó là sai lầm. Nhưng mày không thể nào mà nói một cái sai lầm mà đánh cho cả tất cả đều sai lầm vậy thôi. Bởi vì Việt Nam phải cách mạng văn hóa luôn mới được. Nói chung thì tôi thấy giờ giờ nó cũng đang có cái mùi màu màu vậy đó bạn. Duy Nguyễn mà chửi là có cảnh sát giao thông ăn hối lộ thử đi. Ít bữa người dân còn khoái nữa à. Thì bây giờ cảnh sát giao thông tại sao ăn hối lộ? Tại dân nó đưa hối lộ. Nếu mà bây giờ bạn muốn chửi phải chửi luôn hai đứa. Chứ sao tự nhiên hai đứa cùng chơi chửi một đứa bạn. Đâu được đúng không? Tôi không phải là giờ ok có bầu là nhọn gái sai, không có, hai đứa mày sai hết, hiểu chưa? Nên tư tưởng tôi rất là quân tử các bạn, nên mấy bạn phản động thường thường tiểu nhân đó, các bạn tầm phản động mấy bạn ăn ti chính quyền, nên cái gì bạn cũng nói chính quyền sai hết. Đâu được chơi vậy sao thân cha, không được nha. Gì ra cái đó, cho dù các bạn không có tình cảm với chính quyền thì bạn cũng đừng có nên sự thù hận để làm gì vậy thôi, tôi khuyên bạn vậy đó. Vì em tao mới lớp 7 mà nó bắt học chính trị từ lớp 3, từ thứ 3 để cho sau này đừng phản động giống mày. Chứ gia đình có hai đứa đi anh là đi luôn em nữa, rồi cha mẹ sống nhờ gì, đúng không? Mình phải cảm ơn nhà nước đi con đó, nhà nước còn quan tâm tới em mày đó. Chứ nhà có hai thằng trai mốt điên cặp, anh nghĩ sao về trưởng phòng tour guide một công ty du lịch top 3 thành phố Hồ Chí Minh của nhà nước sau 20 năm công tác qua Mỹ làm phản động? Ủa chuyện lên thấy bình thường, trưởng phòng này nọ kêu làm công ăn lương nhà nước thôi chứ có gì đâu, nhiều khi tư tưởng họ có gì đó họ lại biết cãi họ. Cái gì anh Duy ơi, bà Hằng kiếm anh tặng áo vest kìa, lần này tặng nguyên bộ vest màu đen luôn anh Duy ơi. Trời ơi má, thường thường mấy phản động nghèo nó hay đi đú mấy cái phao lép, tự nhiên vậy tới xong rồi cái fan tao kêu cá kèo cái áo 10 triệu sao không thấy thằng nào vô trơn sủi hết vậy hả? Rồi thêm con nhỏ quỷ nào cà khịa tao nữa, sao im luôn rồi.